sắc sinh đôi môi. Thật ra hát cái video nhỏ đó là mình phải ép mình xuất tại nhiều lắm, không khác kiểu mà ngày em góp sao trời hay là tuổi đời chân đơn côi gót mặt, không hát kiểu đó được đó, mình phải ém mình xuống cho nó đúng trend đó, đúng nhất chất giọng của từng em một đấy. Thôi nhưng tùy em nào có chất giọng sao mình sẽ theo vậy. Ví dụ như là cái bài tuổi xa người vậy đó, ông thầy dạy nhạc của mình là ông Hoài Nam á, ông tới bất ngờ mà ông tới mình nói thầy bất ngờ luôn, không ngờ là ông hát nhẹ tinh như vậy luôn, rất là bất ngờ luôn. Thầy dạy hơn bao nhiêu năm thầy biết mà đó. Thầy có bất ngờ khi mà ông hát cái bộ phần nó nhẹ tinh vậy luôn đó. Xong rồi qua tới Trúc Nhân nữa, thầy cái màu sắc nó vừa trong trong, nó vừa bay bay đó, nó vừa có chút cá tính trong đó nữa. Hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi, xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Phải tính toán kỹ nữa mà con, đủ thứ trong đó vừa ma mị vừa đột biến tùm lum hết trơn đấy. Đó là một cái khó. Trung quân ngốc thì mình bay hết đều luôn. Và nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muốn kiếm yêu em mà thôi. Còn với Liên Linh thì là cái màu chữ, cái màu giọng nó cứ xè và nó gây nghiện đó. Cái kiểu mà nó dễ vào ăn vào tim người ta nhanh đó, thì mình phải có cái cách của mình lâu nay và cộng thêm cái cách nó mới hơn, nó nhẹ hơn chứ đừng có bị drama mà hát lên. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em. Nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt mưa. Còn với Dương Triệu Vũ thì lần này là một cái sự khác biệt nữa, khác biệt vô cùng luôn. Đó là Hưng cũng phải là người đề nghị ép Dương Triệu Vũ hát nhẹ, hát bay. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Đó, do cái bài hát nó không bị, bản thân các bài hát đã là một cái câu chuyện tình quá nặng nề, quá đau lòng rồi thì mình còn làm cho nó nặng hơn nữa. Hát Boston là nó sẽ kéo dài, chảy bài hát dài tới tuốt thì nên luôn á, không được. Phải phối một sao để cho nó vừa trẻ trung mà nó phù hợp với cái màu sắc âm nhạc sang trọng đó, là chọn Bossa Nova. Và anh Khoa đã giúp tụi Hưng có những cái bản hòa âm tuyệt vời, nên Hưng rất thích cái bản hòa âm mà mashup khó khăn đó. Đó là cái bản phức tạp nhất trong tất cả mọi bản mashup, phức tạp vô cùng luôn. Tại vì người nghe không quen sẽ thấy là nó tưởng là một bài hai bài, không có đâu, bốn bài trong đó là loạn xạ lên trên luôn. Với số lượng bài hát lớn như vậy, anh làm như thế nào để thuộc tất cả lời bài hát? Ê, làm như té xong nó nhớ nhanh lắm nha mọi người. Theo tôi nhớ là lâu lâu có người ta bị đập đầu vô tường, hay là ngã đập xuống đất nha, là trở thành học giỏi luôn á. Có người thì học giỏi luôn, có người thì nhớ hết là toàn bộ sự việc, hay là có một cái gì nó xảy ra, biết nói những thứ tiếng lạ lùng trên đời này, nó có những cái biến cố lạ vậy đó. Còn mình té xong ấy, mà học bài xong nhanh thuộc lắm, mình sợ luôn. 18 cái mashup thì mọi người tính đi. Kêu ca sĩ hát nhớ một hai mashup là cũng điên rồi. Còn đến 18 cái họ âm khác nhau hoàn toàn, có cái thì bass, có cái thì beat, có cái thì lo-fi, cái thì cổ điển, phục vụ đủ mọi tầng lớp khán giả đó. Thì mình phải nhớ, tại vì nó rất là dễ bị ná nhau, rất dễ bị đó. Nhiều quá mà cố gắng tập, cho nên cái phương pháp của Hưng tập là Hưng sẽ tập sơ một lần hết, xong bắt đầu buông xuống, buông tờ giấy ra, bắt đầu học nhẩm. Đêm trước khi ngủ nhẩm sơ xíu, sáng thức dậy là nhớ lại liền, nhớ lời coi nhẩm cái nữa là thuộc luôn, nhanh rất nhanh. Và đồng thời là Hưng làm cái hệ thống nhạc thứ tự của live show cái bản đó, từ đầu mở màn cho tới cuối luôn đó. Theo cái như vậy mà cứ bấm liên tục tự nhảy hát bài này hết bài này bài kia, hết bài này xong là bài kia nhảy lên liền đấy. Là mình sẽ có một cái thói quen quán tính mà sẽ nhớ intro tới đó là bài gì và mình không có chạy lần sau xong để hỏi nhạc công hay là nhìn bài, nhìn thứ tự bài là cái gì nữa cả đó. Là cách của mình đưa ra, mà trong vòng 1 tháng trời 2 tháng trời liên tục như vậy thì chắc chắn ít nhất phải nhớ được 80-90%.
Anh có biết những đoạn livestream của anh đã rất viral trên mạng xã hội những ngày qua và anh đã trở thành thánh meme. Meme nữa. Trời đất ơi trời, tôi biết rồi. Ba cái meme tôi nói tiếng Hoa chứ gì. Trời đất ơi, tôi chúc mấy cái gì mà người ta cắt ghép ở trên mạng á, xong rồi biến nó thành cái gì meme meme mẹ gì meo meo vậy đó. Ngủ ngon nghe. Ngon thiệt ngon nghe. Ngon mà tao nói 12 giờ dậy luôn đó. Để làm luôn. Tôi nói thiệt chủ người Việt Nam cứ mà đi ở Mỹ mà sao không biết tôi học nhanh lắm nha. À, mà học cái đó trở lại giọng lại nhanh luôn á. Chỉ nói sơ một lần thôi là một biết nói làm sao liền, xong cần phải để tập cố gắng nhiều sớm cho một biết nhiều câu chuyện mà người qua vui lắm, dễ thương. Có thấy cái tiếng nói mà nó pha pha ở giữa Sài Gòn Chợ Lớn rất dễ thương luôn. Tại ngõ có máu người qua trong người mà. Ngõ có 30% á, 30% người qua, 30% người Pháp, 40% người Việt và 10% máu khủng. Trộn từ lúc mình làm cái gia ngộ vậy đó. Hẹn lại chiều sắp tới đi. Sẽ làm cái gì đó rất đặc biệt. Mà thường mà tự phát mới vui. Đó. Có ai vô khiến mình chọc miệng mình nhá. Mới ra được chứ còn mà sẽ đắp trước hay dặn rặn ra là cũng được ra méo mó luôn. Từ đâu anh lại có màn chúc ngủ ngon viral đến vậy? Anh muốn đấy, kết thúc cái buổi livestream rồi thì muốn nói là trời đất ơi bây giờ làm gì trời để chào mọi người, chào hoài cũng vậy thôi, buổi tối chào cái gì giờ chỉ chúc ngủ ngon thôi. Mình nhớ là cái kiểu của bà dì Khương á, mà nói chuyện để nghe chị chuyện như nghe chuyện vui lắm, mày vui đó. Ý là bà dì Khương mới nói vậy đó, thích cái trong cái chuyện mà bà cái gì mà bái bom thả bom xuống như quê hương bà vậy đó. Sau này thích cái lót mà tụi mình nhảy ra luôn, chúc mọi người ngủ ngon. Ngon mà tao nói nó ngon dễ sợ luôn mày. Ngon ơi là ngon luôn á. Ngon tới trưa mới giờ 2 giờ mới dậy luôn. tự động nó phát ra. Mà nó không nghĩ là được viral vậy luôn á. Cảm ơn các tình yêu, các bé, các anh chị, các fan đã thích. Dạ, thấy như vậy chứ hài lắm. Bộ lột máu hài giống như khán giả gọi anh là thánh meme. Anh có hiểu ý nghĩa của từ meme? Tôi biết cái tên gọi meme là vậy thôi, để chế tất cả những cái lời nói hoặc là những cái hình ảnh hoặc là những cái action gì đó trên mạng xã hội đó. Mày hiểu chứ, nó dùng cái chữ đó để gắn vô cái hành động của nào đó thì mình phải tự hiểu nó liền, tên gọi liền đó. Thì cái gì đó cũng hay, bạn cũng hay thích xài có nhiều meme trong điện thoại lắm đó. Chế ảnh cho người kia, ví dụ mà ai phạt những gì đó thế là trong nhóm này nhắn tin em mình biết vụ gì chưa. Nhỏ nó mới bị phạt như thế kia đó. Nhỏ thẳng bị không ăn khỏi rồi kia đó. Ở đây không nói gì hết, chỉ trang chữ cho dừa. Đấy thường chữ dừa đó. Dừa chữ cho anh dừa. Có những người mà ta chuyện dừa cho nhau đó. Ta hái dừa dưới quê đó. Đây nè. Đó, ta chuyện chụp hình lại. Lên mạng gõ chữ dừa đó là trời vô nó ra chặt ra này hại. Đó là câu nói cửa hầu môn của ngoại hà đó. Cho dừa. Nó mê nhiều lắm. Có những chó đứng nhìn xuống hành lang là những cái cảnh mà vui, có những cắm cái cờ mà cắm để xem được bao lâu nè, ví dụ vậy đó, nhiều lắm mình vui, tôi lưu trong này hồi đó, họ đã chi viết chữ meme, chỉ ghi là cái file là những hình ảnh vui buồn, hình ảnh đường tăng cầm súng, tôi cũng nhiều lắm, rất nhiều hình chế trên mạng luôn, tôi ngủ cũng bị chế nữa rồi. Cảm nghĩ của anh khi nhận được phản ứng tích cực từ những video của mình. Nhiều người đón nhận mà quan tâm sức khỏe của Hương thế nào rồi vô thăm hỏi, đa số để lại lời nhắn chúc sức khỏe chân cẳng này cho khỏe. Cảm ơn chắc là hồng phước của tất cả mọi người có những lời chúc tốt đẹp, nhiều năng lượng nữa, nhưng là sẽ giúp cho chân Hương nó sẽ nhanh khỏe hơn, sẽ chuẩn bị gặp mọi người trong live show của mình nha, live show ngày thắp sao trời.